Thưa quý vị, nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được lãnh đạo các tỉnh, thành phố kiến nghị đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc diễn ra vào sáng nay ngày 11 tháng 3. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa chủ trì tại điểm cầu Long An. Việc đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo được triển khai từ năm 2018 và hiện đang bước vào giai đoạn trọng tâm. Mặc dù các địa phương có nhiều nỗ lực trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, nhưng công tác này vẫn còn tồn tại một số khó khăn, chủ yếu về mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, việc lựa chọn sách giáo khoa, đặc biệt là việc mở cửa trường học sau khi khống chế được dịch bệnh COVID-19. Tại tỉnh Long An, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 và rà soát nhân sự thành lập hội đồng chọn sách theo quy định. Chúng tôi kiến nghị là trong cái việc mà lựa chọn sách giáo khoa năm nay thì cho phép là đối với loại môn âm nhạc và mỹ thuật lớp 10, chỉ riêng hai môn này thôi, là cho phép chúng tôi chỉ thành lập hội đồng lựa chọn ở cấp tỉnh, không có lập hội đồng lựa chọn ở từng trường. Cái thứ hai nữa là trong cái việc mà sắp xếp lựa chọn các cái nhóm bộ môn trong cái việc thực hiện chương trình ở lớp 10 á, chúng tôi cũng dự định là sẽ hướng dẫn cho các trường. Nếu như các trường nào có đủ điều kiện thì chúng ta sẽ thành lập các cái tổ hợp bộ môn mà có những cái bộ môn âm nhạc mỹ thuật đó, còn nếu như mà trường không đủ điều kiện thì có thể là chúng ta sẽ lựa chọn các cái tổ hợp khác. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, tinh thần chung của việc lựa chọn sách giáo khoa là phát huy tiếng nói chuyên môn của người trực tiếp làm công tác dạy học. Ngoài ra, Bộ cùng các cấp có thẩm quyền rà soát, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách, chỉ đạo các trường sư phạm thực hiện tốt công tác đào tạo giáo viên, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành áp dụng tổng thể nhiều biện pháp để tiếp tục củng cố hệ thống dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình, bài giảng e-learning và các phần mềm khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là đối với các môn tin học, ngoại ngữ.